10 ngư dân Phú Yên gặp nạn khi đánh bắt hải sản ở ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, sáng nay đã được nhận tiền hỗ trợ để mua ngư lưới cụ, sửa chữa, góp thêm vốn, đóng mới tàu, tiếp tục vươn khơi bám biển bảo vệ ngư trường truyền thống. Mỗi ngư dân được hỗ trợ ít nhất là 30 triệu đồng và nhiều nhất là 200 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa thuộc quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động. Những năm gần đây, hàng ngàn gia đình ngư dân Việt Nam nói chung và ngư dân Phú Yên nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai địch họa như bị bão tố nhấn chìm, bị tàu lạ đâm chìm, có tàu thì bị nước ngoài tịch thu hết cả ngư lưới cụ. Để hỗ trợ ngư dân, tháng 7 năm 2012, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động thành công chương trình Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa với sự góp sức chung tay của hệ thống công đoàn cả nước, các cơ quan doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ cho chương trình thông qua quỹ Tấm lòng vàng Lao động đã lên tới hàng chục tỷ đồng.